Lượt đá thứ 6, trọng thi. Có vẻ anh sẽ đá lòn hán chăng? Vâng, rất nhẹ nhàng. Anh đã đánh lừa được thủ môn Đại Nam. Đã rút ngắn tỷ số chỉ còn 4-3. Rồi, đây là anh Sĩ và mấy anh em cụ trẻ K34, gọi là cụ trẻ K34 tại vì là trẻ giờ thành già hết rồi. Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại channel của mình, và hôm nay là 30 Tết mà mình sẽ có một trận banh. Hai anh em đây sẽ chia ra quất nhau. Sẽ ra kiếm thật nhiều siêu phẩm để cho anh em thưởng thức nha. Đá banh sức khỏe mồ hôi. Rồi, chuẩn bị. Vâng, trận đấu đã được bắt đầu giữa hai đội trẻ K34 và đội cũ K34. Chúng ta nói đơn na là như vậy, nhưng đa phần thì các anh cùng là trong một đội trẻ cả. Bên mặc áo đỏ và bên áo xanh. Không được rồi, Thanh Vị đã cứu đội bóng. Xin lỗi Nguyễn Quốc Dũng, một chạm rất tốt. Thanh Tuấn, còn gọi là Tuấn Ly. Thanh Vị. Vâng, rất nhiều tuyển thủ. Vâng, trọng thi đã vừa một con cú sọ hãng rất đẹp mắt và cũng rất chuẩn xác cho anh Huy. Thanh Sơn chưa đẹp cho anh là Thanh Huy, một đường chuyền dài nguy hiểm. Trọng thi kịp không? Vẫn kịp. Văn Đức đã ra rất lẹ, thưa bạn. Trọng thi vào. Vâng, phải nói là sự nguy hiểm đã được thể hiện qua pha phối hợp tam giác giữa ba cầu thủ chưa đẹp, Thanh Huy và cuối cùng là Trọng Thi. Quốc Dũng, Tuấn Ly. Trước mặt Tuấn Ly là chính trực. Không được rồi. Vâng, Sĩ Long Nguyễn. Không vào. Vâng, rất đáng tiếc cho Sĩ Long Nguyễn. Họ là trường của Thanh Vị. Thanh Vị lại tán ra ngoài cho Đinh Tiến Quang. Đinh Tiến Quang làm gì đây? Lại là Thanh Vị đứt thoáng. Anh vẫn chưa sút, anh vẫn kéo không được rồi. Tôi xuống tôi còn anh quý em câu vào. Thanh Vĩ một cú có lòng không vào. Vâng, ban tổ chức cũng chưa quan sát được tình huống bóng này như thế nào, nhưng bóng diễn ra quá nhanh. Vâng, sau tình huống vừa qua thì bóng đã vào. Vâng, để chúng ta coi qua lại như thế nào. Ok, đợi một phút để coi qua lại cái. Vâng, và vừa qua thì một pha bóng đã khiến va phải quay lại. Và chúng thấy trận đấu thì vẫn tiếp diễn. Bóng đã về chân của Quốc Dũng. Các đội áo xanh lại chạy lên tấn công, một cú sút không vào, một pha phạt góc cho các cầu thủ đội áo xanh. Thanh Vị, Quốc Dũng. Vâng, cục hai đang có Thanh Tuấn. Không được rồi, đã mất bóng rồi thưa các bạn. Các cầu thủ đội áo đỏ đang phản công. Trọng Thi vào. Vâng, một cú sọ hãng của Trọng Thi đã qua được đôi chân của thủ môn Đại Nam, nâng tỷ số lên 3-1. Thanh Tuấn đến từ Liên Hoàng rất thoáng. Hà Thanh Vị bên kia rất tốt. Anh làm gì đây? Vào. Vâng, một cú cứa lòng sở trường của Hà Thanh Vị và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3. Chúng ta ngày hôm nay cũng đã thi đấu. Hiệp hai này thì các cầu thủ đỏ đỏ cho bóng. Vâng, tỷ số đang là 3-2. Quý em.
một cuốn xuống bất ngờ của thanh thống. Vâng, trung vệ Văn Đức cũng đã kịp thời cảnh giác. Phòng trên của Rác Tuấn Trọng Thi, anh là người đây, gần trước mặt anh là Điền Thiên Hoa, một cú cửa lòng khá nguy hiểm. Anh đã quan sát thấy thủ môn Đại Nam rất nguy hiểm. Vâng, bóng vẫn được Phan Duy không chế bóng. Trọng Thi trước mặt, Trọng Thi vẫn chuẩn, một cú xóa án của Trọng Thi nhưng không truyền được chính xác cho Thanh Huy, rất đáng tiếc. Tỷ số này trên sân cũng đang làm thơ nguy hiểm. Phan Duy, Trọng Thi, vâng, tiếp tục là Nguyễn Trọng Thi, Phạm Trọng Thi, một cú sút không thành công, vâng, một cú sút ngay vào góc xa của các cầu thủ đỏ sân, nhưng Hà Nam đã cảnh giác, Tuấn Ly 4-2, Đinh Tiến Hoàng làm gì đây, trả lại cho Béo, Béo sút, không vào, Suret. Thanh Huy, trước mặt Thanh Huy là Trọng Thi, 1-2 chân. Trọng Thi vẫn đang không chế bóng, anh đã hãng cho Thanh Tuấn, không vào. 4-3, các bạn ở xanh để làm được gì? Một cú cửa lòng, không vào. Không được rồi, bóng đã không tới chân của Văn Đức rồi. Trọng Sơn đã cướp được bóng. Chưa đến. Vâng, cùng 2 là Thanh Huy, cùng 1 là Trọng Thi, không vào. Vâng, một cú đá một chạm của Trọng Thi, bóng đã đi ngay vào người của Thanh Thủy, vẫn trong chân của Thanh Nhân, không vào. Một pha phối hợp của cầu thủ Thanh Thủy rất tốt vào. Vâng, chúng ta có thể thấy Phan Duy đã cảnh giác và anh đã nhắc nhở đồng đội coi chân Thanh Thủy sút, nhưng một mình anh cũng không thể cản nổi. Một cú sút đi ngay vào nóng lưới. Một cái là Giang Đức Nguyên. Đây là một cú sút sở trường của cầu thủ Thanh Thủy. Sở trường của anh thì những cú đặt lòng rất chuẩn xác và tỷ số đã được nâng lên 4-3. Thắng rồi Trọng Huy. Vừa qua Trọng Huy cũng đã giữ chân của mình. Những đường chơi mua hàng ảo thì chúng ta không có nhiều lần tất cả đâu. Ôi chơi của Trọng Thi, vâng, không vào. Vâng, một cú cứu lòng của Trọng Thi ở quỹ đạo bóng bay thì chúng ta thấy bóng đã vào lưới, nhưng thủ môn Đại Nam lại dùng những đầu ngón tay đỡ bóng ra. Chưa hết, không vào. Tỉnh táo lên và thi đấu tự tin hơn. Si Long Nguyễn, Văn Đức, Thanh Vị đã đổi biên, một cú cửa lòng nguy hiểm quá. Vâng, một cú cửa lòng đi ngay vào đầu của chính trực. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ đỏ đỏ. Phan Duy, Suret sút vào, không vào. 4-2, Trọng Thi ở giữa, không vào. Mất bóng rồi, Thanh Tuấn lần này đã chuyền cho Suret. 4-2. Một cú sút của Suret vào. Chúng ta thấy một bàn thắng đã được ghi. Suret đã cân bằng tỷ số 4-4 và đồng hồ đã chỉ lên phút thứ 90. Vâng, rất hay, rất hấp dẫn và cũng phải nói là nguy hiểm. Đã làm thủ môn Tí Bậm giật mình. Vâng, Tí Bậm đã tưởng hết giờ, nhưng đúng lúc này thì trọng tài đã hết giờ. Đã chơi có cúp luôn ta. Đã chơi có cúp luôn. Hùng cúp đâu. Yeah. Ok, nếu anh em thấy hay thì like và subscribe cho kênh YouTube của Team Thai Soccer. Sẽ còn rất là nhiều clip về bóng đá, video bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại.